Trong chương 4 sẽ học về các đại số quan hệ. Về phần cơ bản, cần phải phân biệt được các đại số quan hệ, các phép toán tập hợp, các phép chọn, các phép chiếu, phép tích và phép kết, phép chia vân vân, các phép toán khác, các thao tác cập nhật trên nó. Và còn phải xử lý dữ liệu, ví dụ như là xét một số xử lý quan hệ nhân viên thêm mới một nhân viên chẳng hạn, có ví dụ có một cơ sở dữ liệu được đề hình sẵn và có nhân viên mới được liên tục cập nhật, được liên tục bổ sung các thông tin, làm thay đổi các thông tin. Ví dụ là chuyển nhân viên cái tên Tùng sang phòng số 1, cho biết họ tên và ngày sinh của các nhân viên có lương trên 2 triệu thẳng như thế. Và giới thiệu thì nó có hai loại xử lý, đó là làm thay đổi dữ liệu và không làm thay đổi dữ liệu. Không làm thay đổi dữ liệu thì nó là rút trích bằng cách là tư vấn vân vân. Còn nếu như mà làm thay đổi dữ liệu thì nó là cập nhật. Cập nhật có thể là thêm mới, xóa sửa. Tuy nhiên phải làm như thế nào để mà nó khỏi phải tốn nhiều công sức, nó khỏi phải trùng lắp dữ liệu. Việc thực hiện xử lý, thực hiện xử lý thì nó bao gồm là các đại số quan hệ, các phép tính quan hệ, và nó được thể hiện bằng SQL. SQL thì kỹ thuật thể hiện một phần mềm. Đại số quan hệ được biểu diễn bằng câu truy vấn khi đảm biểu thức. Phép tính quan hệ được biểu diễn kết quả. Bây giờ sẽ qua từng phần một. Số thao tác thêm mới, thêm mới nhân viên, chuyển nhân viên, đại số thì bao gồm toán tử và toán hạng. Số học thì có toán tử, toán hạng, biếu, hằng, biểu thức. Hằng số qua phần thứ nhất là đại số quan hệ. Hằng số là thể hiện của quan hệ. Biểu thức là câu truy vấn, là chuỗi các phép toán đại số quan hệ. Kết quả sẽ trả về thể hiện của quan hệ. Toán tập hợp. Phần thứ nhất là các phép toán về tập hợp. Các phép toán tập hợp bao gồm là quan hệ là tập hợp các bộ, quan hệ là tập hợp các bộ. Bao gồm là phép hội, phép giao, phép trừ, tính khả hợp. Tính khả hợp thì gồm có hai lực đồ quan hệ R và S. Nếu nó khả hợp, nếu là cùng một là có do cùng của nó, ai do có hai cái này để bằng nhau, do có hai lực đồ quan hệ này bằng nhau. Kết quả của phép hội, phép giao, phép trừ là một mối quan hệ có cùng tên thuộc tính, mối quan hệ đầu tiên.
Ví dụ như cái khác như là cho bạn như sao, có bao gồm nhân viên và thân nhân. Cột thứ nhất là tên nhân viên, cột thứ hai là ngày sinh, cột thứ ba là phải. Còn bên thân nhân thì cũng tương tự như thế. Bậc là bậc ba. Tại sao nó là bậc ba? Sao nó là bậc ba? Bởi vì nó có bao nhiêu thành phần ở trong hai cột đó. Đó là cột thứ nhất là có ba và cột thứ hai là cũng có ba. Đây, một hai ba, một hai ba. Lưu ý một điều là nó có join của hai cái nó bằng nhau, do là phải nó phải nằm trong khoảng là từ 1 đến n. Như vậy tính khá hợp, như vậy hai lực đồ này là khá hợp, có khá hợp, bởi vì là cái join của nhân viên này nó bằng do mày, do ngày sinh nó bằng do mày, do phải nó bằng phải. Nó giống nhau, giống nhau. Các hồi là cho hai quan hệ S và G khá hợp, cho hai cái bảng, chẳng hạn cho hai cái bảng khá hợp, thì điều kiện của phép hồi là nó phải có hai hai bảng nó là nói khá hợp với nhau. Phép hồi của S và G ký hiệu là có cái chung nước đây, chúng ta chung nước nó chứa hai cái S và G, mà mường tượng ra, tưởng tượng như cái dấu này cho nó dễ nhớ, là một quan hệ gồm bộ thuộc S hoặc là thuộc R hoặc là cả hai, các bộ trùng lắp sẽ bị bó. Ví dụ như là hai cái này chẳng hạn, nó khá hợp không? Có khá hợp. Tại vì sao? Tại vì có bao nhiêu bậc? Hai bậc. Có dòng của A chính bằng của bên bên S này chính bằng dòng A của bên bên bên, bên nhầm của bên G là bằng bên S. Đấy. Cũng tương tự như thế đối với cột B thì quan hệ gồm các bộ thuộc S hoặc là bộ thuộc R hoặc là cả hai, các bộ trùng lắp sẽ bị loại bỏ. Thì quan hệ giữa cái S và cái R này nó là quan hệ alpha, và bỏ bỏ cái trùng lắp là alpha đi. Cột A alpha và cột B 2 sẽ được bỏ và nó còn lại B 1 và ở bên R còn là beta 1. Và beta 1 và beta 3 alpha 1, alpha 1 và b 1. Chỗ này là hội của hai tập hợp S và tập hợp R sẽ bằng giá trị T nó chia cho nó phải loại bỏ đi thành phần trùng lặp giữa hai cái phép S và phép R này. Hồi của nó là nó sẽ thành như thế này. Phép hồi của nó là thành alpha 1, alpha 1, alpha 2 bị loại bỏ,
Loại bỏ cái này đi, không phải nó vứt mà là nó sẽ đấy đấy, nó bỏ đi một cái. Bây giờ là phép giao thì nó cho hai quan hệ F và R cả hợp. Đầu tiên nó phải là cả hợp. Phép giao giữa F và R thì hiểu là giao nhau thì nó phải bắt tay nhau thì nó phải có cái nó mường tượng cái ký hiệu cho dễ nhớ. Nó là một mối quan hệ của các bộ thuộc R và đồng thời thuộc F, nghĩa là phép giao giữa R và F nó là một cái điểm T của nó. Tuy nhiên phải loại bỏ đi cái giá trị mà nó không thuộc R, nó loại bỏ cái giá trị mà nó chỉ thuộc R và chỉ thuộc F. Đây như hai hai bảng này, cái nào chỉ thuộc R và chỉ thuộc F thì nó đây. Phép giao giữa hai cái này là giá trị chung của hai bảng R và bảng F, giá trị chung của nó là alpha 2 và alpha 2. Tiếp theo là phép trừ. Đầu tiên là cũng là cho hai mối quan hệ là cả hợp này, FR cả hợp. Phép giao giữa F và R ký hiệu là R trừ F. Mối quan hệ nhầm phép trừ, chỗ này là phép trừ giữa R và S thì ký hiệu là R trừ S. Và mối quan hệ giữa hai gồm các bộ R, bộ thuộc R và không thuộc S, nghĩa là quan hệ S và trừ cho R thì nó sẽ là một giá trị T nào đó. Trong đó thì T nó chỉ thuộc một cái, T nó chỉ thuộc R nếu R nó trừ F, hoặc là nếu mà F trừ R thì T nó thuộc F. Vậy cái nào mà chỉ thuộc R nhưng lại không thuộc F thì ta chọn trong này alpha A, ta thấy alpha beta A, ta thấy alpha beta B, ta thấy là 2, 3, đây là 1, 2, 1. Như vậy nó chỉ thuộc R thôi nhưng mà nó không thuộc F, vậy là rỗng rồi. Nhầm rỗng nó sao được, nó lại có hai cái giá trị này, nó chỉ thuộc R thôi nhưng mà nó không thuộc F, cái giá trị này nó thuộc F thôi. Tính chất thứ các tính chất khác như là tính chất giao hòa, tính chất kết hợp. Kết thúc buổi học về các đại số quan hệ.